Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất là ngon và không ngán nha các bạn. Đó là món chân gà trộn với cóc. Chân gà của mình ăn rất là giòn. Cóc của mình có độ chua, độ cay và hòa quyện với phần nước sốt rất là ngon nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là mình sử dụng 8 cái chân gà. Chân gà các bạn mua về mình rửa sạch bằng nước muối nha các bạn. Sau đó các bạn chặt ra làm đôi và các bạn cắt cái phần móng gà đi nhá. Và các bạn lưu ý là ở cái phần dưới cái móng gà thì mình sẽ đặt cái phần thịt ở cục đó các bạn. Các bạn đặt ra làm đôi để tí nữa mình trộn cho phần chân gà nó dễ thấm gia vị nha các bạn. Đây mình sử dụng ở đây là cóc thì mình sử dụng ở đây chắc khoảng 3 trái thôi các bạn. Và một ít hành củ nha, một củ sả, một củ gừng, ớt và ít tỏi nha các bạn. Các bạn cần chuẩn bị thêm cho mình ở đây là 2 thìa ớt bột Hàn Quốc, 3 thìa đường và 4 thìa nước mắm. Phần cóc thì mình sẽ gọt vỏ nha. Bạn nào không thích dùng dao gọt thì mình dùng dao bào nha. Mình thì mình thích gọt hơn. Sau khi gọt xong rồi mình sẽ đi chẻ phần cóc. Mình sẽ chẻ thành những múi nhỏ vừa ăn. Cóc của mình chẻ xong rồi mình sẽ chuẩn bị một tô nước lạnh nhé. Mình đập đá vào trong và mình sẽ ngâm cóc trong đó. Mình làm như vậy thì để cho phần cóc của mình đó, lúc mình chẻ nó có cái độ dính của có một tí nhựa cóc các bạn. Mình ngâm như vậy cóc của mình nó sẽ sạch và nó giòn, nó tươi, nó sẽ ngon hơn nha. Mình ngâm cho khoảng 20 phút. Bây giờ mình sẽ làm các nguyên liệu còn lại. Sả thì các bạn sẽ cắt ra làm 3 và các bạn đập dập đầu nhé. Gừng mình sẽ thái những lát mỏng. Hành củ mình sẽ sắc mỏng luôn. Còn một ít mình sẽ bằm nhỏ nha. Mình bằm nhỏ để tí nữa mình sẽ phi thơm để mình làm phần nước sốt. Phần tỏi mình cũng đập dập ra các bạn. Mình đập dập và mình bằm nhỏ ra nhé. Ớt thì mình sẽ sắc miếng mỏng. Bây giờ mình sẽ đi luộc chân gà. Mình sẽ cho chân gà vào nồi nước, sao cho nước nó ngập phần chân gà. Mình sẽ cho vào đây 3 tép sả và một ít gừng, một ít hành củ và nửa thìa muối. Mình sẽ luộc phần chân gà cho nó chín. Các bạn lưu ý là khi phần chân gà của mình nó sôi, các bạn nhớ vớt cái phần bọt. Đợi cho phần chân gà của mình nó chín hẳn nha các bạn. Chân gà đã chín rồi, mình sẽ vớt chân gà vô một tô nước lạnh. Mình đã ngâm chân gà vào tô nước lạnh này các bạn. Mình đập đá vào. Làm như vậy thì chân gà của mình nó sẽ nhanh nguội, nó trắng và nó sẽ giòn hơn nha các bạn. Mình sẽ ngâm trong vòng 20 phút để cho chân gà của mình nó được lạnh. Bây giờ mình sẽ làm phần nước sốt. Mình sẽ cho chảo lên bếp, đợi cho chảo nóng mình sẽ cho dầu ăn vào nha các bạn. Đợi cho dầu nó sôi. Mình sẽ cho phần hành băm và phần tỏi băm vào. Mùi rất là thơm luôn các bạn. Mình sẽ phi phần hành tỏi này cho nó thơm và nó vàng, nó sánh lại nha các bạn. Phần hành tỏi của mình đã vàng rồi này. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 3 thìa đường, 4 thìa nước mắm, 3 thìa nước lạnh. Mình sẽ đánh cho phần đường nó tan ra nhé. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây 2 thìa ớt bột Hàn Quốc. Các bạn thích ăn cay thì các bạn có thể cho thêm ớt tươi vào. Mình sẽ đun phần nước sốt này cho nó sệt lại nha các bạn. Đây, phần nước sốt của mình nó đã vàng và nó sệt lại này các bạn. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Lúc này các bạn có thể nêm nếm lại cho nó vừa ăn nhé, cho nó vừa với khẩu vị của mỗi người á. Và bây giờ phần nước sốt của mình rất là đậm đà và ngon rồi. Mình sẽ tắt bếp và để nguội. Bây giờ phần nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn. Chân gà mình đã vớt nước ra, cóc thì mình đã cũng vớt ra rồi các bạn. Nước sốt của mình thì mình đã để cho nó nguội rồi này. Còn đây là phần hành mình thái mỏng ra, một ít gừng nữa và ớt nha. Để tí mình trộn tất cả các nguyên liệu này vào nhé. Mình cho cóc vào. Tiếp đến là hành, ớt và gừng. Bây giờ mình sẽ cho phần nước sốt lên trên nhé. Nhìn thôi đã thấy nó rất là hấp dẫn và ngon rồi ạ. Bây giờ mình sẽ trộn đều nó lên. Mình sẽ trộn đều và để phần chân gà này trong vòng 15 phút là mình có thể mang ra ăn luôn. Phần nước sốt của mình nó sệt, nó có độ bám vào chân gà nên chân gà của mình rất là nhanh thấm nha các bạn. Nhìn rất là ngon luôn. Và bây giờ công đoạn cuối cùng là mình sẽ múc ra dĩa. Mình sẽ rưới một ít nước sốt lên trên nha các bạn. Wow, xong rồi. Và đây là kết quả của mình. Nhìn rất là bắt mắt, rất là ngon các bạn ơi. Nhìn thôi mà mình có cảm giác muốn chảy nước miếng. Rất là ngon. Để cái món này được ngon hơn, các bạn nên để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng nha các bạn. Rồi mình mang ra mình dùng. Thì lúc này ăn rất là cực kỳ ngon luôn. Cái chân gà của mình thì nó sẽ có giòn hơn, ngon hơn. Bây giờ mình sẽ dùng thử nha. Mình không thể kiềm chế được nữa rồi. Các bạn nhìn miếng chân gà nè, nó thấm phần nước sốt nha các bạn. Nó quệt lại xung quanh luôn. Bảo đảm là rất là thấm rồi. Phần chân gà của mình rất là giòn các bạn ơi. Giòn, ngon và không ngán nha. Bây giờ mình sẽ thử một miếng cóc đi. Nhìn cũng hấp dẫn quá. Cóc của mình cũng rất là giòn và không chua đâu các bạn. Nó có độ ngọt, độ đậm và độ cay. Ăn rất là ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy thực hiện nhé. Xin chào.